Chào các bạn, hôm nay anh em tôi chuẩn bị được ít tôm tít đây, hay còn gọi là bề bề. Hôm nay sẽ làm món bề bề hấp bia. Đây, vẫn đang còn tươi sống này. À, lộn thêm một con cua nữa, con cua cua bể à, ngon. Hôm nay chúng ta sẽ làm món bề bề hấp, nguyên liệu gồm có sả. Để cho món bề bề ngon và hấp dẫn, chúng ta cho thêm một chút gia vị gừng, muối, mì chính và tiêu bắc vào cho nó đậm đà hơn. Sả sau khi rửa sạch chúng ta nên đập dập ra cho nó thơm, và chúng ta xếp vào nồi. Sẽ gạt đều sả, vỏ sả rất thơm. Tiếp theo chúng ta cho thêm hai chai bia vào để hấp. Chúng ta nên hấp bằng bia, rất là thơm. Chúng ta cho bia vào. Sau khi ướp xong khoảng tầm 5 đến 10 phút, chúng ta bỏ vào hấp. Sau khi xếp xong một nồi, chúng ta sẽ bắc lên bếp và hấp khoảng 15 đến 20 phút. Rất hấp dẫn, ngon. Sau khi hấp khoảng 15 đến 20 phút thì chúng ta đã nhìn thấy cái vỏ của bề bề chuyển sang màu vàng, tức là thịt bề bề cũng đã chín. Khi này chúng ta ăn thì nó sẽ có vị rất là ngọt. Nếu mà để lâu quá thì sẽ không ngon, mất ngọt. Khi đã được hấp chín thì ta bắt đầu gắp lên đĩa để chuẩn bị nhắm. Để gắp nhiều thế nhỉ? 5 tiền một cân đấy. Úi giời. Đây một lúc đang còn sống là một đĩa đầy vập. 10. Ngon thế. Nhìn ngon nha. Nhìn bề bề trứng này. Bề bề vừa mới lột xong. Đấy, quá tuyệt vời. Như vậy là anh em tôi đã hoàn thành món bề bề. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.